Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Và tôi cũng gửi lời chào tất cả anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua live stream này. Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em trong thời giờ này. Mượn lời của Chúa chúc phước cho anh chị em, ban phước cho anh chị em. Cảm ơn Ngài vì chúng ta đang sống trong tháng của sự phục sinh và chúng ta đã ở trong tuần lễ để kỷ niệm sự phục sinh của Ngài. Dĩ nhiên là chúng ta kỷ niệm Ngài hàng tuần, nhưng tuần này là tuần đặc biệt, anh chị em ha. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã sống lại để cho chúng ta một sự sống đích thực. Và một trong những điều mà tôi cho rằng đạo của Chúa rất là hấp dẫn đối với mọi người đó là Chúa Giê-xu rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Khi Ngài đi giảng đạo thì Ngài luôn dùng những hình ảnh rất là gần gũi, phải không ạ? Để cho chúng ta hiểu được lời của Ngài. Ngài đến với những nông dân, Ngài đến với những người đánh cá, Ngài đến với những mọi tầng lớp. Và Ngài luôn có lời để khích lệ đời sống của họ. Ngài đến với những em bé để ôm chúng vào lòng và ban phước cho họ. Ngài đến với những người bệnh tật, đau yếu. Và mục đích cuối cùng của Chúa Giê-xu khi Ngài tiếp cận với con người là Ngài luôn muốn phục hồi đời sống của họ, để họ tốt lên. Rất thực tế. Đạo của Chúa không phải là một cái tôn giáo bí ẩn nào đó để chúng ta vô núi vô rừng để rồi chúng ta tìm kiếm cái gì đó mang tính siêu nhiên, trốn khỏi cuộc đời này bởi vì đời là bể khổ thế này thế nọ thế khác thế kia. Không, Chúa nói cho chúng ta biết đúng là cuộc sống chúng ta tràn đầy những điều đau đớn, nhưng mà Chúa giúp chúng ta có những sự hiểu biết, có sức mạnh để đắc thắng những sự đó. Đấy là chỗ mà tôi thấy rằng lời của Chúa và đạo của Chúa rất là thực tế. Và tôi rất là yêu quý những cái điều này, anh chị em. Và buổi sáng hôm nay đó, tôi cũng chia sẻ một đôi lời liên quan đến điều đó. Vì cuộc sống của chúng ta, hàng ngày, hàng tháng, hàng giờ, chúng ta có những thời kỳ khác nhau. Lúc chúng ta hưng thịnh và lúc chúng ta suy tàn, lúc chúng ta thuận lợi và lúc chúng ta gặp khó khăn. Lúc chúng ta khỏe mạnh nhưng cũng có lúc chúng ta đau yếu, không ạ? Chúng ta đi qua những cái giai đoạn như vậy trong cuộc sống. Và trong cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta nói riêng đó, thì người Việt Nam chúng ta rất là lo lắng, bối rối, bất an và luôn luôn tìm cách để hóa giải những cái điều khó khăn đấy. Anh chị em biết không ạ? Hàng năm thì người ta đi đâu? Đi đâu? Đi giải hạn, phải không ạ? Đó. Thực tế nó như thế. Thực tế nó là như vậy. Và người ta tìm đến đủ mọi phương án hết, phương cách hết, để người ta làm sao cho cuộc sống của mình luôn luôn tốt. Và Chúa Giê-xu đến, Ngài cung ứng cho chúng ta một cái giải pháp. Cho nên khi tôi suy ngẫm đề tài để chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay đó, thì tôi mới hỏi Chúa ơi, con sẽ đặt tên cái bài chia sẻ này là gì? Rất là phân vân. Thì Chúa có đặt trong lòng tôi một ý tưởng là con phải đặt tên cho bài giảng của con là Một cuộc sống không có vận hạn. Tức là chúng ta hôm nay sẽ nghe về một đề tài rất mới. Chưa ai đặt tên. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ là lối sống không vận hạn. Và tôi tin rằng sau bài giảng này, chính Chúa Giê-xu sẽ giải hạn cho anh chị. Không cần phải đi đâu hết, phải không ạ? Chúng ta không cần phải tốn tiền để đi đến chỗ nọ chỗ kia rồi họ vẽ linh ta linh tinh vào, bắt đầu là giải hạn. Đó là giải tào lao, không không có đúng. Chính Chúa Giê-xu sẽ giải những vướng mắc cho chúng ta và Ngài sẽ làm cho cuộc sống chúng ta trở nên tươi đẹp. Amen chị em. Ngài là sự sống mà. Vì vậy buổi sáng hôm nay đó, tôi cậy ơn của Chúa để nói với tất cả anh chị em cùng với những anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua kênh mạng xã hội. Chúng ta hãy lắng nghe những điều này, bởi vì Chúa luôn muốn cho tất cả chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống khỏe mạnh, một cuộc sống thịnh vượng cả linh hồn lẫn thể chất, một cuộc sống mà chúng ta có thể vui hưởng niềm vui của đấng tạo hóa đã tạo ra chúng ta. Mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời tạo ra loài người không phải để cho chúng ta thấy những điều như hiện nay chúng ta thấy. Ngài tạo ra để cho chúng ta sống trong hòa bình, trong hòa thuận, trong vui tươi, trong sự vui hưởng và thờ phượng Ngài. Ngài không có ý định ban đầu để cho chúng ta phải ở trong chiến tranh, dịch bệnh, đau khổ, bất hòa và nhiều điều đau đớn. Cái đó là cái mà
không có trong kế hoạch và trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên tại sao những điều đó nó lại xảy ra? Nó có một nguyên nhân. Nó có một nguyên nhân là khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người và vũ trụ này, Ngài cũng đồng thời tạo dựng ra một số quy luật và quy tắc. Ngài tạo dựng để cho vũ trụ này và lối toàn bộ những tạo vật của Ngài được vận hành trong trật tự, thì Ngài phải định ra những quy luật. Phải có. Ở đâu không có luật lệ, ở đó có sự lộn lạo. Ở đâu không có luật pháp, ở đó không bao giờ có sự an ninh. Chắc chắn luôn. Và cũng một lẽ đó, tất cả chúng ta đều ở trong cái quy luật của Đấng Tạo Hóa. Khi anh chị em mình cùng nhau tìm hiểu những điều này, tôi tin rằng chúng ta biết cách để hóa giải những cái vấn đề rắc rối trong đời sống của mình. Đó là điều quan trọng. Chúng ta không phải bối rối lo lắng, rồi đôi khi chúng ta lại bị cái thói mê tín dị đoan của đời này xúi dục chúng ta đi tìm những cái điều rất là không có đúng. Rồi chúng ta lại vô tình để nuôi cái hệ thống tôn giáo mị dân ở trên đời này. Chúng ta vô tình để tiếp tay cho những cái phường bất lương để lừa dối dân chúng. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng khi các ngươi hiểu biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ giải phóng các người, buông tha các người. Vì vậy hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để nói với anh chị em một vài cái quy luật quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã định cho đời sống của mỗi một con người. Chúng ta không có cách gì để có thể sống ngoài những quy luật đó. Không quan trọng anh chị là ai, ông bà anh chị em là ai. Không quan trọng mình có bao nhiêu tài sản, anh chị em có quyền lực cỡ nào. Tất cả đều ở trong cái quy luật này. Đó là quy luật. Tôi gọi là những quy tắc vàng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hiểu, áp dụng, chúng ta sẽ hóa giải được tất cả mọi vấn đề của mình. Amen chị em ha. Rồi, nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi bắt đầu rất là đơn sơ để cho chúng ta dễ theo dõi nhau nha. Quy luật đầu tiên đó, tôi gọi đó là quy luật gieo và gặt. Mà cái ngôn ngữ bình thường của dân tộc chúng ta hay gọi là nhân quả. Cái đó thì là nhiều tôn giáo khác cũng nói, nhưng mà trong Kinh Thánh thì dùng cái từ là gieo gặt. Và luật này áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả con cái của Đức Chúa Trời. Trong Galati chương 6 câu 7 đến câu 10 chép như sau: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Anh em thấy không ạ? Rất rõ ràng. Ở đây có cái từ là gì? Không chịu khinh dễ đâu. Cái từ này nó có nghĩa là gì anh chị em? Có nghĩa là dù chúng ta là ai, quyền thế cỡ nào, thì chúng ta cũng không bị loại trừ ra khỏi luật này. Chúng ta không thể sống ngoài vòng pháp luật này của Đức Chúa Trời được. Và Chúa cũng không tay vị, Chúa không nhìn mặt anh chị em để nói rằng còn tốt quá ha, còn đẹp trai quá ha, còn đẹp gái quá ha, thôi được rồi, luật gieo gặt của ta miễn trừ đối với con. Không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó. Cho nên Chúa không bị khinh dễ đâu. Chúa cũng không bị tác động bởi ai. Chúng ta cũng không đem của hối lộ đến để đút đút cho Ngài và nói là ôi con hối lộ cho Ngài, cho con ngồi cái luật này một chút Chúa. Không có chuyện đó đâu. Tất cả chúng ta đều ở dưới cái luật gieo và gặt này, gọi là luật nhân quả này. Bây giờ chúng ta phân tích một chút ha. Điều đầu tiên chúng ta thấy, Chúa khẳng định như thế nào? Gieo gì thì gặt cái đó. Cái này là phải in trí trong đời sống chúng ta. Gieo gì gặt đấy. Và cái chữ gieo gì gặt nấy này, nó đúng cho cả điều thiện lẫn điều ác. Nó đúng cho cả điều lành lẫn điều dữ, điều tốt lẫn điều xấu. Chúng ta gieo điều tốt, chúng ta sẽ gặt điều tốt. Chúng ta gieo điều lành, chúng ta sẽ gặt điều lành. Chúng ta gieo điều thiện, chúng ta sẽ gặt lại điều thiện. Ngược lại, nếu chúng ta gieo điều ác, chúng ta sẽ gặt điều ác. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Tuy nhiên, có một cái điều nó hay ở chỗ này nè.
là trong Ô-sê chương 8 câu 7 có một câu nữa mà nó khiến cho chúng ta hiểu sâu hơn cái câu kinh thánh Galati này. Ô-sê chương 8 câu 7 chép như thế này: vì chúng nó đã gieo ra gió sẽ gặt lại bão. Bão lốc. À, bão mà bão lốc nữa anh chị em thấy không? Vì chúng nó đã gieo ra gió sẽ gặt lại bão lốc. Chúng nó không có lúa đứng, cây lúa sẽ không sanh ra bột, mà dầu có sanh ra nữa thì dân ngòi sẽ nuốt lấy. Anh em thấy chưa? Khi chúng ta đọc tiếp Ô-sê chương 8 câu 7 thì chúng ta lại hiểu thêm một chỗ nữa, nó bổ sung cho câu này là luật của Chúa đó: gieo ít nhưng gặt lại nhiều. À, cái này mới hay chứ. Cái này tôi suy ngẫm tôi thấy rất là hay nha. Gieo ít mà gặt lại nhiều. Anh chị em đem một hạt bắp thôi, anh gieo xuống, 3 tháng sau có thể có cả một nồi bắp để luộc. À, đúng không? Anh gieo có một hộp nhưng mà anh gặt bao nhiêu hộp? Rất nhiều. Có thể hàng trăm, hàng hai ba trăm. Một hạt lúa thôi, lên cả cây lúa. Như vậy ở đây, cái quy luật của Chúa đặt ra nó rất là hay. Anh gieo ra ít mà anh gặt lại nhiều. Và một lần nữa tôi nói với anh chị em hãy ghi nhớ điều này. Nó đúng cho cả điều thiện lẫn điều ác. Nó đúng cho cả điều tốt lẫn điều xấu. Nó đúng cho cả điều lành lẫn điều dữ. Trong cuộc sống, chúng ta đã gieo ra điều gì? Anh chị em mình hãy cùng nhau suy nghĩ. Năm trước anh chị em đã gieo ra điều gì? Tháng trước anh chị em mình đã gieo ra điều gì? Phải không ạ? Chúng ta đều có thể có một danh sách. Danh sách. Và cái bức tranh này nó được chép rất nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Bức tranh về gieo gặt này. Để làm gì? Để cho chúng ta là những con người hậu sinh có thể cầm quyển Kinh Thánh này và nhìn vào toàn bộ cuộc đời của một số người để có bài học cho chính mình. Có thể anh chị em nói: ồ, tôi không thấy, tôi chưa nhìn thấy. Nhưng anh chị em à, Kinh Thánh đầy dẫy những cuộc đời như thế. Và Kinh Thánh chép về cuộc sống của họ từ lúc họ sinh ra cho đến khi họ kết thúc. Để chúng ta có rút tỉa những cái bài học rằng cái luật gieo và gặt hay luật nhân quả này được ứng nghiệm hoàn toàn. Thậm chí trong Kinh Thánh có những người chết rồi nhưng chưa thấy luật này ứng nghiệm. Nhưng mà chúng ta là người bên ngoài nhìn vào thì thấy. Cái đó nó cảnh tỉnh chúng ta. Nó cảnh tỉnh một số người. Một số người nói: ồ, tôi gieo toàn điều ác thôi mà sao tôi vẫn phơi. Tôi toàn lừa người ta sao giờ tôi giàu thế nhỉ? Vẫn phơi. Coi chừng. Bây giờ tôi sẽ cảnh tỉnh cho này anh chị em thấy nha. Ví dụ nha. Hoàng tử Jonathan, con của vua David, phải không ạ? Anh chị em biết phải không ạ? À, con của vua Saul. Hoàng tử Jonathan, con của vua Saul. Khi ông Jonathan này, hoàng tử Jonathan gặp David, ông đã gì ạ? Kết thân với David. Ông lấy cả tấm lòng nhân từ, tử tế để bênh vực David. Ông kết bạn với David. Ông sống rất là quân tử đối với David. Mặc dù cha ông là vua, nhưng ông biết đâu là lành, đâu là ác. Ông đã nhiều lần khuyên can cha mình đừng làm ác với David. Vì David không có làm điều gì sai hết. Tại sao cha lại giết David? Tại sao cha lại đối xử bất công với David? David đã xây dựng vương quốc cho cha. Tại sao cha lại làm điều đó? Anh em đọc cả câu chuyện của hoàng tử Jonathan sẽ thấy Jonathan là một người thực sự rất tử tế, nhân hậu và công bình. Đúng không ạ? Có đúng không anh chị em? Nhưng trong một ngày, khi quân địch đánh chiếm, quân Philippines đánh quá mạnh, quá gắt, thì Saul và các con của Saul chết trong một ngày. Trong đó có cả hoàng tử Jonathan. Chết luôn. Như vậy thì có thể mình đọc ở đến đó mình nói: ố, thế thì Jonathan ổng sống tử tế với David rồi cuối cùng chết à? Cuối cùng chết thảm luôn. Sao không để Jonathan sống? Nhưng mà anh em phải đọc tiếp. Anh em phải đọc tiếp là sau khi David làm vua, David bảo người đi tìm Mephibosheth là con trai của bạn mình là Jonathan. Mephibosheth sau khi đứng chầu trước mặt vua thì ông run sợ. Ông tưởng là David giờ sẽ trả thù, sẽ giết chết mình. Nhưng không,
David vỗ về nói, chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan là cha ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả đất đai của ông nội ngươi là vua Saul. Ngươi sẽ ăn chung bàn với ta đến cuối đời. Mephibosheth bèn lạy và nói rằng, kể tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây? Con của Jonathan không hiểu tại sao mình được ơn. Con của Jonathan không hiểu tại sao cuộc đời mình lại bây giờ nó đổi đời nhanh như thế. Từ một người què, một người không ai biết, một người tàn tạ, một người coi như là thất bại hoàn toàn rồi, thậm chí có thể bị tính mạng bị đe dọa nữa. Nhưng bây giờ đông một cái được vua hậu đại, được vua cho ăn cùng bàn, được vua nhắc lên, được vua đối xử tử tế. Hóa ra là vì lòng tử tế của Jonathan mà Mephibosheth đã hưởng được ân huệ. Hóa ra là Jonathan đã gieo và con trai ông đã gặt. Anh thấy không ạ? Anh em thấy không ạ? Jonathan gieo, con cháu gặt. Có thể trong đời chúng ta gặt, có thể. Nhưng mà nếu một vụ mùa nào đó, nó đòi hỏi tới 5 tháng mới ra hoa kết trái, còn mình đến tháng thứ 4 thì chết mất rồi. Cho nên con mình đã gặt nó ăn. Thế thôi chứ sao đâu, chuyện bình thường. Có đúng không nhé? Cho nên khi mình nhìn bức tranh toàn cảnh, mình sẽ thấy điều đó. Để chúng ta được an ủi, hãy cứ làm điều lành, hãy cứ gieo điều lành, hãy cứ làm điều tử tế. Nếu đời mình không ăn thì con cháu mình sẽ ăn. Amen. Đấy là quy luật. Nếu chúng ta sống như thế thì hạn nào đến với chúng ta được? Cần gì đi giải hạn, cần gì đi tốn tiền, cần gì phải bảo là sao thái bạch, sao thái tuế gì chiếu chúng ta, sao nào? Không có sao gì hết. Đó chính là quy luật gieo và gặt trên đời sống chúng ta. Rồi, bây giờ mình nhìn vua Saul một chút. Vua Saul một chút ha. Vua Saul gieo ra hận thù, gieo ra cay đắng, gieo ra ngạo mạn, gieo ra sự sát nhân, giết nhiều người vô tội. Thấy vua Saul không? Vô cớ ông lôi 70 thầy tế lễ của Đức Chúa Trời giết sạch trong một ngày. Vô cớ. Họ có làm gì đâu. Saul là một người đúng là điên loạn. Đúng là điên loạn. Đúng không ạ? Từ cái sự ghen tị với David mà trở nên điên loạn, giết người một cách tàn bạo. Rồi, thì cuối cùng sao anh chị em? Ông đã gặt hái những nỗi bất hạnh không thể tả. Đó. Những đổ vỡ đau thương, ông và ba người con của ông đều tử trận một lúc trên ngọn đồi Gilboa. Vẫn chưa hết, chưa hết đâu. Đó. Đến lúc đó thì chưa kết thúc. Sau một thời gian đó, con cháu ông tất cả 7 người đều lãnh bản án tử hình. Họ bị hành quyết trong một ngày. Và toàn bộ con cháu ông kết thúc. Anh em đọc đi sẽ thấy. Sa-mu-ên nhì chương 21 câu 7 đến câu 9. Thấy chưa? Mặc dù đương thời ông là một vị vua, đương thời ông có quyền sinh quyền sát trong tay, đương thời lời ông nói là mạng lệnh, lời ông nói là sự sống sự chết cho người ta, đương thời ông có quyền làm lành, ông có quyền làm dữ. Nhưng tiếc thay, Saul đã chọn làm điều ác. Saul đã gieo ra hạt giống của sự dữ. Saul gieo ra hạt giống của điều xấu. Saul gieo ra hạt giống và cuối cùng ông gặt lấy một sự kết thúc bi thảm. Đấy, anh em thấy không ạ? Cho nên tôi nói với anh em rằng cái quy luật gieo và gặt này cần phải ghi nhớ nằm lòng, cần phải ý thức rõ ràng trước khi chúng ta gieo ra một ý tưởng, một lời nói, một hành động gì. Anh em ơi, hãy suy nghĩ 7 lần trước khi làm. Có thể đời anh chị em không gặt, nhưng mà đời con, đời cháu anh em sẽ gặt. Đức Chúa Trời là đời đời mà, ngày đâu có phải chỉ 70 năm, 60 năm. Không có đâu ha. Rồi, qua câu kinh thánh hồi nãy đó, tôi muốn nói một chút nữa về cái quy luật này. Một chút nữa, anh chị em để ý hai câu nha. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Tôi muốn anh chị em chú ý từ sẽ ở đây. Sẽ là thì gì? Tương lai. Chúng ta gieo hôm nay không gặt ngày hôm nay, ngày mai chúng ta gặt, tháng sau chúng ta gặt, năm sau chúng ta gặt, đời sau chúng ta gặt. Và chính vì cái từ sẽ này mà nhiều người
đã bị sa vào vòng xoáy của luật nhân quả. Bởi vì họ nói rằng tôi làm ác, mà tôi thấy vẫn phơi phới như nãy tôi nói đó. Còn có một số người cũng nói, ôi Chúa, sao con làm thiện cả đời mà sao con chưa thấy gặt cái gì cả. Cũng có người nói như thế. Nhưng mà không đâu anh chị em. Cái thời gian ở giữa gieo và gặt là do Đức Chúa Trời quyết định. Và nó luôn tồn tại ngắn dài tùy theo Ngài quy định. Yếu tố thời gian nó phân cách giữa nguyên nhân và hậu quả của một hành động. Nó phân cách. Nguyên nhân luôn đến trước và hậu quả luôn theo sau. Hậu quả có thể đến sớm hoặc đến muộn tùy theo Đức Chúa Trời ấn định, nhanh hay chậm ở mỗi người khác nhau. Đây là chỗ mà nhiều người hay hiểu lầm và dường như cho rằng mình sống ngoài vòng luật gieo gặt. Không phải đâu anh chị. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, khi chúng ta kết thúc cái luật này, tôi muốn nói cho anh chị em rằng chúng ta cần phải suy ngẫm lại chính cuộc đời mình. Phải suy ngẫm à? Và đưa ra một danh sách. Tôi muốn hỏi anh chị em một vài câu. Có hạt giống nào mang mầm sự chết đang tồn tại trong cuộc đời anh chị em không? Có hạt giống nào mang dáng dấp như tham lam, gian dối, tà dâm, lừa lọc, phán xét, chỉ trích, cay đắng, giận hờn, bê đắm tội lỗi, nhục dục vô độ, không lòng thương xót, thù hận không? Có hạt giống nào tương tự như vậy không? Nếu có, tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách mà Chúa Giêsu giải cái hạt giống đó ra. À, người đời là nói giải hạn, chứ bây giờ nói là giải hạt giống. Không ạ? Tức là lỡ gieo rồi, bây giờ đào nó lên, vứt đi. Hiểu không ạ? Bây giờ mình gieo rồi, cái vườn bắp, vườn ngô của anh em, vườn lúa của anh em, vườn đậu đen, đậu xanh của anh em là rất tuyệt vời rồi. Nhưng mà gieo ba cái hạt, lẫn lộn ba cái hạt linh tinh vô đó. Đúng không? Ba cái hạt mà nó không có mọc lên một cái gì cả, nào là cỏ, nào là gai gốc, lẫn vô đó. Thì bây giờ trước khi nó mọc lên, trước khi nó ra hoa kết trái, những cái điều tồi tệ trên cảnh vườn của anh chị em, thì phải bới nó lên, bước đi. Để nó đừng kịp mọc ra, nó đừng kịp sinh ra, nó đừng kịp lộ ra trên đời sống của mình. Đây là cách Đức Chúa Trời giải hạn đó anh chị em. Cách của Chúa giải hạn đó. Không ạ? Nếu có hạt giống như vậy đó, thì chúng ta làm gì nào? Chúng ta cần phải ăn năn. Ăn năn. Chúng ta phải đến quỳ gối thưa với Chúa. Chúa ơi, con xin ăn năn trước mặt Ngài. Bởi vì sự ngu dại của con đã lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự cay đắng. Con lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự lừa dối. Con lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự tham lam. Con lỡ gieo vào đời con hạt giống của sự gì? Thù hận, giết người, tà dâm ô ấy. Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa giúp con móc nó ra giùm con Chúa. Dùng huyết của Ngài tiêu hủy giùm con Chúa. Nếu chúng ta ăn năn thành thật với cách đó, thì Chúa Giêsu nói rằng Ngài tha thứ cho chúng ta. Tha thứ có nghĩa là tẩy sạch, xóa bỏ những điều xấu, không để cho nó trong cuộc đời mình. Anh chị em theo ạ. Ví dụ trong Cô-lô-se, anh chị em đọc từ chương 2 câu 13 đến 15. Tôi gọi đây là câu kinh thánh cần cầu nguyện trong lúc anh chị em giải hạn đây. Hả? Trên giải hạn là phải đọc câu này. Chứ không phải là giải hạn là đến ông thầy nào đó xong quẳng ra 50 ngàn xong bảo giúp tôi giải hạn, đem con gà gì đến mấy cái giải đó, nó không có giải gì cả. Mấy cái giải đó chỉ là nuôi béo mấy cái ông đó thôi. Giải hạn là phải đến trước mặt Chúa Giêsu, giải hạn bằng cái hành động ăn năn và từ bỏ, xóa sạch những hạt giống xấu trong đời sống của mình bởi huyết của Chúa Giêsu. Tôi đọc anh chị em nghe. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta và các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó và đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Anh em thấy chưa? Chúa có quyền
duy nhất Đức Chúa Trời có quyền. Bởi vì Ngài đã chết cho tội lỗi anh chị em. Bởi vì Ngài đã đổ huyết cho những sai phạm của anh chị em. Anh chị em hiểu ý không ạ? Nếu như hôm nay anh chị em gieo ra những điều tồi tệ, thì chắc chắn ngày mai anh chị em sẽ gặp những điều tồi tệ. Nhưng nếu có một đấng đến nói rằng, con ơi, vì tình yêu với con, ta đã trả cho những điều tồi tệ của con rồi, con miễn trừ khỏi đó, vì tất cả tồi tệ đó đã được đặt lên ta. Anh chị em hiểu ý không ạ? Đó là cách Chúa Giê-xu giúp chúng ta. Anh chị em gieo ra một điều gian ác, anh em sẽ gặp một sự gian ác. Nhưng Chúa Giê-xu đến và nói, không con, vì ta yêu con, sự gian ác của con ta lấy. Bây giờ ta ban điều lành cho con, ta ban điều phước cho con. Anh em gieo ra một điều tồi tệ, và giờ này thân thể anh em phải gặt lấy bệnh tật. Nhưng Chúa Giê-xu đến và nói, không con, ta yêu con, bởi lần roi ta chịu, bệnh con đã được chữa lành. Đó là ý nghĩa của sự chết thế của Chúa Giê-xu. Tại vì tôi nói anh em, luật nhân quả là nó áp dụng cho tất cả mọi người. Không nhìn mặt ai hết, không vị nể ai hết. Nhưng cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đến để Ngài gánh lấy. Ngài đến để Ngài ôm tất cả những chà chôm gai góc, những điều tồi tệ xấu xa từ linh hồn thể xác đến cuộc đời của chúng ta. Ngài ôm tất cả vào Ngài, và Ngài nói, con ơi, con đã được xóa sạch điều ác rồi. Đó là sự giải hạn đích thực trong danh Chúa Giê-xu. Tôi ước ao 98 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta tìm cách giải hạn theo kiểu này. Khỏi tốn tiền. Đúng không ạ? Khỏi tốn tiền. Miễn phí. Mà hiệu quả nữa. Bởi vì thực sự Chúa Giê-xu đã làm cơ mà. Đó anh chị. Và sau khi đã ôm tất cả mọi thứ gian ác ra rồi, thì anh em bắt đầu ra gieo hạt giống tốt. Và cuộc đời chúng ta bắt đầu phơi phới đi lên. Phải đúng không? Chúng ta gieo những mầm sống, gieo sự bình an, gieo sự hòa thuận, gieo sự vui mừng, gieo sự rộng rãi, gieo yêu thương, gieo nhân từ, gieo sự sẻ chia, cảm thông, tha thứ, việc lành, việc bố thí, giúp đỡ người khác, chân thành, khiêm nhường, hạ mình, mềm mại, tiết độ. Và Kinh Thánh chém sang chém, gieo gì thế? Gặt nấy. Hôm nay anh chị em gieo bình an, tháng sau anh chị em ngủ ngon. Hôm nay anh chị em gieo sự tha thứ vui mừng, tháng sau chứng mất ngủ biến mất. Người ta nói, ô, sao mà tự nhiên giờ tôi ngủ ngon thế nhỉ? Mà hóa ra không biết rằng do mình đã gieo hạt giống tốt. Anh em đến hội thánh nhà muôn dân, anh em nghe những lời giảng, nghe lời của Chúa, nghe sự cầu nguyện, bắt đầu anh em thay đổi và về nhà bắt đầu mình tha thứ. Về nhà bắt đầu mình bắt đầu sống vui mừng. Về nhà bắt đầu mình sống theo nếp sống thờ phượng kết nối với Chúa. Có nghĩa là có thể anh em không biết, nhưng thật sự khi anh em sống như vậy, anh em bắt đầu rải hạt giống tốt vào mảnh đất của lòng mình. Và rồi tháng sau bệnh nó đi, tháng sau ác mộng nó đi, tháng sau quỷ nó nói, thôi tao chào tạm biệt mày. Phải không ạ? Và mình thấy, ôi sao tốt thế nhỉ? Mà hóa ra thật sự đơn giản là vì mình đang sống trong luật gieo và gặt. Amen chị em. Cảm ơn Ngài vì điều đó. Hả? Cho nên tôi nhắc lại cho tất cả hội chúng, cũng như anh chị em trên live stream, có một câu kinh thánh rất hay để cho chúng ta ghi nhớ nằm lòng ở đây. Phao-lô nói như thế này: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Anh em nhớ câu kinh thánh đó không? Tôi nhắc lại nha: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, có nghĩa là đừng mỏi mệt vì nó. Tại sao chúng ta mỏi mệt anh chị em biết không? Đôi khi á, mình muốn gặt ngay. Mình muốn gặt ngay. Ô, tôi vừa bố thí cho cái ông kia ngoài đường, chiều nay về muốn gặt luôn. Làm sao có. Từ từ cho nó mọc đã chứ. Phải không ạ? Cho nên nếu chúng ta không trễ nải việc làm lành, thì sao? Đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Đây là câu kinh thánh. Tôi nguyện nó trở thành lối sống của mỗi một chúng ta.
khi có dịp tiện, hãy làm điều lành cho mọi người, nhất là cho anh em của chúng ta trong đức tin. Thấy chưa? Cho nên có một lâu rồi tôi chia sẻ một cái nguyên tắc làm việc lành của con cái Chúa. Bởi vì tôi thấy là con cái Chúa quá sốt sắng làm việc lành, nhưng mà hình như làm sai thứ tự. Cho nên tôi muốn nói cho anh chị em là việc mình làm điều thiện, mình hỗ trợ, mình bố thí, mình dâng hiến, mình làm tất cả mọi điều phải theo thứ tự của Chúa. Nó mới đúng. Tôi thấy con cái Chúa đôi khi có một vài hội thánh tôi nghe phong phanh, ôi anh em ở trong hội thánh thì thiếu thốn đủ đường, sống gì mà gọi là bê bết, nhà không có ở, cơm không có ăn, việc làm không có, nhưng mà hội thánh đem một cục đi đâu đó xây cầu, xây ống cống gì đâu đó tôi chả hiểu, rồi lên chụp hình vỗ tay các thứ vô nghĩa. Đừng làm điều đó. Tôi nói với anh chị em nè, nếu chúng ta có điều kiện, trước hết hãy lo cho những người có đức tin trong gia đình của mình. Có đức tin nha. Chứ tôi không nói những người trong gia đình mình mà họ sống với ma với quỷ thì cũng đừng có thương xót những cái thứ đó. Hãy để họ ăn năn, hãy để cho Đức Chúa Trời trị họ, hãy để cho Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn để đưa họ đến với Ngài. Nhưng trong gia đình mình, nếu có cha, có mẹ, có anh, có chị em cùng đức tin, mà nếu họ thiếu thốn, nếu họ phải thế này thế nọ, anh chị em ơi, hãy ưu tiên giúp đỡ những người đó nếu anh chị em có điều kiện. Rồi thứ tự tiếp theo nè, điều lành của chúng ta phải thể hiện ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa chúng ta phải bao quát xem, hội thánh của Chúa có thiếu máy lạnh không? Hội thánh của Chúa có thiếu ghế ngồi không? Hội thánh của Chúa có thiếu cái nọ, thiếu cái kia không? Anh chị em trong hội thánh mình có ai thiếu thốn không? Có ai cảm thấy là bị thiếu công ăn chuyện làm không? Thiếu tiền bạc về điều này điều kia không? Có đang bệnh tật, đang y mà không có tiền để chữa trị không? Nếu anh em có điều kiện, hãy ưu tiên giúp những người đó. Rồi cuối cùng, khi mà tiền bạc tài chánh mình giúp, hai cái thứ tự đó mà giúp đã đòi rồi mà nó còn dư nhiều quá, dư nhiều quá, thì mình nghe phong phanh ở đâu đó, lũ lụt chỗ này, lũ lụt chỗ kia, cái cầu chỗ này chưa xây, rồi là nào là bô lão ở phường, ở quận, ở gì đó, rồi chương trình này, yêu thương này nọ dựng lên, chúng ta cũng chi ra ít cũng được. Còn không thì cũng không sao. Đó là thứ tự của chúng ta. Chứ đừng đi ngược lại. Nhiều khi đôi khi chúng ta muốn chụp hình quá đi, chúng ta muốn đưa lên báo, ôi tôi dâng cho đây chỗ này chỗ kia, rồi chụp hình lên, rồi báo VTV, rồi lên đài, vô nghĩa. Tất cả đều háo danh cả. Việc thiện chúng ta phải đi ra từ tấm lòng, nó mới mọc được anh chị em ạ. Hạt giống này phải gieo bằng tấm lòng, và gieo trong tấm lòng thì nó mới gặt được anh chị em ạ. Amen. Vì tấm lòng là mảnh đất của Chúa Trời dành cho chúng ta. Còn nếu chúng ta gieo nó không phải gieo trong tấm lòng, chúng ta gieo cái gì đâu á, thì cũng được, con người cũng vỗ tay, cũng nhá nhá chụp hình, nhưng mà nó không có mọc. Căn bản là nó không mọc. Rồi về rồi mình nói làm sao mà mình gieo quá chừng đoạn mọc, còn gieo trên đường nhựa không sao mọc. Phải không chứ? Cho nên đây là chỗ mà tôi thấy chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Khi có cơ hội hãy làm điều thiện, nhất là trong vòng anh em cùng đức tin với chúng ta. Hãy nhớ cầu đó anh chị em ha. Cảm ơn nghe. Dạ. Ok. Rồi bây giờ anh chị em, chúng ta đi tiếp. Chúng ta đi tiếp. Có một số hiểu biết, có một số sự nhận biết mà nếu anh chị em dám thay đổi nguyên tắc vận hành của nó trên đời sống mình, thì Đức Chúa Trời sẽ thay đổi vận mệnh của anh chị em. Bây giờ tôi muốn chia sẻ ba nguyên tắc mà tôi nhìn thấy trong lời Ngài. Chắc chắn rồi, tôi và ông bà anh chị em ai mà chẳng muốn thay đổi vận mệnh, không ạ? Thay đổi vận mệnh. Mà Đức Chúa Trời cho chúng ta những tri thức, những sự khôn ngoan để chúng ta áp dụng nó, và vận mệnh chúng ta được thay đổi.
từ nghèo thiếu trở nên dư dật, từ là yếu đuối, bệnh hoạn trở nên người khỏe mạnh, từ một người có đời sống tinh thần không ra gì trở thành một người bình an vui mừng. Anh chị em có muốn điều đó không? Hãy nhớ nguyên tắc nào. Nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc luôn luôn mọi thứ đi từ trên xuống dưới. Không bao giờ có cái gì mà đi từ dưới lên trên. Nguyên tắc đó, mọi thứ do trời định, trời ban cho từ trên cao. Mọi thứ. Văn chương 19 câu 11 chép, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu chẳng từ trên trời cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Văn chương 3 câu 27 chép, vì chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể nhận lãnh chi được. Anh chị em ghi nhớ hai câu kinh thánh này. Anh em đang giàu có phải không? Tôi nói với anh chị em rằng, đó là trời ban đấy. Nhiều khi chúng ta kiêu ngạo nghĩ rằng tôi giỏi giang tài trí. Nhưng phải đâu anh chị em. Tôi nói với anh chị em, trong thế giới này có những người rất thông minh, có những người rất giỏi, nhưng cả đời vẫn cứ nghèo thiếu. Làm gì thất bại đó. Còn tôi thấy á, lớp học tôi đây đâu chứ đâu. Lớp học của tôi là 40 đứa. 40 đứa. Có đứa giỏi, có đứa dở. Không ạ? Có đứa trong học là toàn 90 không. Đi thi là vô là cái gì cũng đứng đầu. Không ạ? Còn có những đứa là thôi nó ngu, thôi rồi luôn. Hỏi gì cũng chả biết. Ăn xong cứ lo lơn tân đi làm chuyện gì á. Nhưng mà bây giờ khi tôi sống đến tuổi 53 rồi, tôi ngồi tôi điểm lại đó, thì cái thằng ngu nhất là giàu nhất. Cho nên đôi khi trong cuộc đời này, chúng ta nó cái quy luật đó đôi khi nó không có vận hành một cách nó trơn tru. Nhưng đúng thiệt, tất cả đều do trời ban. Trời định cho chúng ta. Trời định cho chúng ta giàu nghèo. Trời định cho chúng ta đoản thọ hay là trường thọ. Trời định cho chúng ta mọi thứ. Cho nên phước cho những ai biết điều này và biết nương dựa vào trời. Phước cho những ai biết cầu nguyện với trời, biết thờ trời, biết thuận phục trời, để rồi chính trời sẽ ban cho chúng ta cuộc sống đủ đầy nhất. Anh chị em ạ, quy luật này luôn luôn đúng. Tất cả đều trời, từ trời. Cho nên ông bà chúng ta cũng có một câu đó anh chị em. Thuận với trời thì sống. Nghịch với trời thì án tử luôn. Dù anh là ai tôi không cần biết. Nó đúng cho mỗi cá nhân, nó đúng cho mỗi cộng đồng, và nó đúng cho cả tầm cỡ quốc gia luôn. Thuận trời thì sống. Nghịch trời thì chết. Tất cả đều do trời ban, từ trên xuống. Và rồi, từ chỗ này chúng ta lại học thêm một cái nguyên tắc. Đó là dòng chảy phước lành hoặc là dòng chảy băng hồi xấu xa, nó cũng luôn từ trên xuống. Trong tổ chức, lãnh đạo thế nào, nhân viên sẽ thể ấy. Anh em hiểu không ạ? Trong hội thánh, mục sư thể nào, tín đồ thể đó. Cái này anh chị em có đồng ý với tôi không? Đó, trong gia đình, cha mẹ thế nào, con cái thể ấy. Nó là dòng chảy từ trên mà. Cho nên trong Thi Thiên 133 cũng có chép, kìa anh em ăn ở hòa thuận, thật tốt đẹp thay, khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu Aaron, chảy đến trong áo người, lại khác nào xương móc hạt môn, xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Anh em thấy không? Phước lành luôn chảy từ trên xuống. Rồi, tôi muốn nói nhỏ chỗ này cho anh chị em nè. Liên quan đến đời sống. Anh chị em nói, ôi mục sư ơi, con ước ao có một đời sống quyền năng, một đời sống phước hạnh, một đời sống thịnh vượng, một đời sống tuyệt vời mục sư ơi. Thế mục sư hỏi, thế đang nhóm hội thánh nào vậy? Nhóm hội thánh kia. Cái hội thánh đó làm sao? Kể nghe coi. Ôi mục sư ơi, hội thánh đó, ông mục sư cũng chống Đức Thánh Linh thôi rồi. Ông bảo những gì Thánh Linh làm là quỷ mục sư ơi. Ai nói tiếng lạ là ông dứt phép thông công, mục sư ơi. Ai đặt tay chữa bệnh là ông nói đồ kiêu ngạo, ông đá ra ngoài đường, mục sư ơi. Tôi nói anh chị em nè, anh chị em cứ ngồi đó đi. Đến 1000 năm sau cũng chả có phước hạnh nào. Tôi nói lời thật, nhiều khi người ta lại nghĩ rằng là tôi có cái động cơ này nọ. Nhưng tôi nói vì ích lợi của tất cả anh chị em.
phước lành luôn từ trên xuống. Nếu từ trên đã chặn cổ rồi thì ở dưới không có phước lành nào cả. Đó là sự thật. Tôi nói với anh chị em rằng không có một hội thánh nào được Đức Thánh Linh vận hành mà ông mục sư, ông lãnh đạo hội thánh đó trong Đức Thánh Linh. Không có. Không bao giờ tồn tại. Không bao giờ tồn tại. Không có một hội thánh nào thịnh vượng về vật chất mà ông lãnh đạo hội thánh đã nói rằng nghèo mới là thánh khiết. Có đâu. Tất cả chúng ta cùng nghèo để cho nó thánh. Không ạ. Đi đôi giày phải rách 10 năm nó mới thánh. Cho nên nhắc lại chỗ này, lãnh đạo thế nào, người ở dưới quyền thể ấy. Cha mẹ thế nào, con cái thể ấy. Nếu chúng ta muốn thay đổi vận mệnh, hãy suy nghĩ xem, lãnh đạo của mình là ai? Phải suy nghĩ. Lãnh đạo hiện nay của anh chị em là ai? Đó, chị em là ai? Họ đã làm gì, đời sống họ như thế nào? Nếu họ là một người không cầu nguyện, không tin kính Chúa và sống miệt mài trong lối sống đó, thì đảm bảo một thời gian sau, cái dòng chảy băng hội đó nó sẽ rớt xuống cuộc đời của anh chị em. Nó sẽ nhiễm vào tâm linh anh chị em. Nó sẽ phá nát cuộc đời của anh chị em. Nhưng nếu lãnh đạo của anh chị em mình là những người tin kính, là những người đầy ơn, là những người kính sợ Đức Chúa Trời, là những người đầy dẫy Thánh Linh, là những người mà biết được những phước lành của Đức Chúa Trời, thì khi anh chị em ở trong môi trường đó một thời gian sau, phước lành đó nó rớt xuống. Amen. Đời sống anh chị em cũng y như lãnh đạo anh chị em luôn. Amen. Cho nên tôi khích lệ anh chị em nè, hãy tìm đến những nơi nào có những lãnh đạo tin kính Đức Chúa Trời, và chúng ta hãy sống và sinh hoạt ở trong môi trường đó. Còn đừng bao giờ sợ con người. Tôi nói anh chị em trên đời này á, anh chị em chỉ sợ Đức Chúa Trời thôi, còn đừng có sợ ai hết á. Chúa tạo ra chúng ta để chúng ta có một đời tự do. Tôi đứng đây tôi nói trước hàng ngàn người, mà tôi cũng chả sợ ai cả. Tôi chỉ sợ mỗi mình Chúa thôi. Nếu tôi không nói sự thật ngày hôm nay, anh chị em đôi khi bị cái tư tưởng rằng mình phải trung tín cho đến chết. Mình mà rời chỗ này thì chắc mình xa địa ngục. Có một số người dọa tín đồ như thế. Anh chị mà xa chỗ này nha, anh đi địa ngục đấy. Tôi xin lỗi nha, địa ngục hay thiên đàng là Chúa Giê-xu quyết định. Phải không ạ? Đó. Cho nên nguyên tắc của chúng ta là từ trên xuống. Lãnh đạo thế nào, anh chị em sẽ thế đó. Anh chị em ở dưới một lãnh đạo tin kính, anh chị em sẽ có một đời sống tin kính. Anh chị em ở dưới một lãnh đạo quyền năng, anh chị em sẽ đủ quỷ chữa bệnh. Đó là sự thật. Amen. Tôi nói điều này có thể nhiều người bảo ông này là có ý gì rồi, nhưng không sao. Chúa biết tâm lòng chúng ta. Chúng ta đang nói để cho dân sự của Chúa được tự do. Chúng ta nói để cho cộng đồng tin lành trở nên lành mạnh. Chúng ta nói để những lãnh đạo phải sống làm gương cho tín đồ của mình. Không thể im lặng chỗ này. Đừng có bao giờ suốt ngày ăn xong chỉ trích tín đồ của chúng ta. Rằng là ơi trời, hội thánh của tôi tín đồ nó cãi lộn, nó tà dâm, nó đủ thứ hết. Tất cả rằng tôi nói ông coi lại đời sống ông đi. Ông có cầu nguyện không? Hay suốt ngày ông chơi game? Rồi xong bảo tín đồ ông phải cầu nguyện. Ông bảo tín đồ ông kiêng ăn mà ông thì ăn ngày 3 con gà. Phi lý. Rất phi lý. Có đúng không ạ? Đó là sự thật. Tôi nói anh chị em rằng nếu trong hội thánh mục sư không kiêng ăn thì đừng bao giờ hy vọng là tín đồ kiêng ăn. Không có chuyện đó đâu. Chúa luôn luôn hành động đúng nguyên tắc từ trên xuống. Chúa Giê-xu luôn sống một đời làm gương cho các môn đồ của Ngài. Ngài muốn các môn đồ của Ngài sống yêu thương, hy sinh tận hiến, thì Ngài trước hết quỳ xuống rửa chân cho họ. Amen chứ. Ngài làm điều đó. Cho nên chúng ta không bao giờ nên ngược lại. Chúng ta đừng đòi hỏi những người ở dưới phải tốt trong khi mình chưa tốt. Chúng ta đừng đòi hỏi những con cái của mình phải tin kính trong khi mình sống tà dâm ô uế. Chúng ta đừng đòi hỏi con cái của mình phải đọc kinh thánh trong khi thì mình đọc báo với xem TV. Đừng bao giờ làm điều đó. Có một số cha mẹ rất cực đoan. Con phải tin kính, con phải đi nhóm, còn mình thì nằm ở nhà ngủ không đi nhóm. Làm sao mà làm được điều đó? Cho nên chị em thấy ha. Và ở đây đó,
Chúng ta cũng có thể học bài học này ở trong sách các vua. Anh em đọc Samuel, nước Samuel nhì, các vua nhất, các vua nhì, anh em sẽ thấy. Anh em sẽ thấy à. Cái thời nào mà ông vua nào lên mà tin kính á, dân chúng mới tin kính. Còn ông vua nào mà lên bắt đầu dựng tượng ba anh thờ ác tạc tê, cả dân chúng mới đi tà dâm với các thần khác. Vua làm sao? Dân vậy. Lãnh đạo làm sao? Dân chúng như thế. Lãnh đạo mà tham nhũng thì đừng có nói dân chúng mới sống chân thật. Quên đi. Có gì nó ăn nấy, ăn cả bê tông cục thép luôn. Đúng không? Cho nên hôm nay tôi thấy, bữa thấy quảng cáo có một anh quảng cáo xây dựng rất là hay. Quảng cáo xây dựng là đây là đội xây dựng uy tín nhất đất nước, đảm bảo nói không với rút ruột công trình. Có câu đó là yên tâm rồi. Phải không ạ? Đấy. Cho nên tôi nói là chúng ta cần phải làm gương và làm gương từ trên xuống. Chứ không ai bao giờ ngược đời từ dưới lên. Chúng ta đọc một số cái mà chúng ta thấy ở đây. Tôi đọc anh chị em nghe. Giô-sa-phát lên ngôi tuổi được 35. Người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là A-su-ba, con gái Si-chi. Người đi theo đường của A-sa cha người, chẳng say bỏ đi, xong làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Anh em biết đời Giô-sa-phát phải không ạ? Khi ông quay lại, ông làm điều thiện thì cả dân chúng họ kiên ăn, họ tìm kiếm Chúa và họ thắng trận. Đúng không? Hay là A-cha-sia, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Israel tại Samari cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình. Đó. Cùng theo đường của Jeroboam, con trai của Nabat, là người xui cho Israel phạm tội. Anh em thấy chưa? Cái ông vua này lên cái là ông làm ác, ông xui cho cả đất nước phạm tội luôn. Cho nên là chúng ta muốn nhìn cái bản chất của một tổ chức nào, hãy nhìn người lãnh đạo. Muốn nhìn sức mạnh thuộc linh của hội thánh, hãy nhìn ông mục sư. Muốn nhìn cái sự lành mạnh của gia đình, hãy nhìn mối quan hệ cha mẹ. Không cần phải tìm hiểu đi sâu phỏng vấn gì cho nó mất thời giờ. Không ạ, lôi mang lãnh đạo ra làm việc. Đó, vấn đề chỗ đó thôi. Em lôi mang lãnh đạo ra làm việc là biết rõ hết tất cả mọi điều. Ok cho anh chị em. Rồi, áp dụng. Mình áp dụng cái luật này như thế nào? Hãy tra xét mình. Xem thử mình đang ở trong tổ chức, trong hội thánh, trong gia đình có kiểu lãnh đạo nào. Có phải lãnh đạo cầu tiến, ngay lành, kính sợ Chúa hay không? Có phải không? Tuy rằng có thể họ có những điểm yếu. Nếu họ là những lãnh đạo ngay lành, cầu tiến, kính sợ Chúa, thì hãy nỗ lực cầu thay cho họ. Đừng chỉ trích họ. Đúng không ạ? Mặc dù có những điểm yếu. Tất cả chúng ta đồng tiến lên, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà nếu lãnh đạo của chúng ta là những người ưa và lạm dụng quyền lực, thích hưởng thụ, sống gian ác, coi thường Chúa, chà đạp lên luân lý, chân lý, thì tôi khuyên các bạn hãy nhanh chóng bước ra khỏi đó, chạy càng xa càng tốt. Để anh chị, để cho các độc tố đừng có đủ thời giờ tràn vào đời sống các bạn. Chạy càng xa càng tốt. Amen chưa? Rồi, nguyên tắc thứ hai. Anh chị em ghi nhớ nguyên tắc thứ hai nha. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc từ trong ra. À, tôi đang đi trong đề tài là thay đổi vận mệnh của mình mà. Nguyên tắc đầu tiên là từ trên xuống. Nguyên tắc thứ hai là từ trong ra. Năm bao giờ từ ngồi vô đó. Nhiều người ngày hôm nay muốn thay đổi vận mệnh của mình từ bên ngoài. Đem con gà đi cúng rồi bảo là sẽ thay đổi vận mệnh đấy. Giải được sao? Không có đâu. Cái đó là lừa, đem con gà ăn cho nó bổ tốt hơn. Không bao giờ chúng ta có thể thay đổi cái gì từ bên ngoài. Không có, từ trong ra. Ma-thi-ơ chương 12 câu 33 chép nè. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt. Hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu. Vì xem trái thì biết cây. Trái là kết quả bên ngoài. Cây là nói về bản chất bên trong. Đúng không? Kết quả bên ngoài được quyết định bởi những gì bên trong. Cái rễ nó làm sao, bản chất nó làm sao, cây đó nó là cây độc hay cây lành, nó là cái bản chất bên trong. Nó quyết định cái trái mà anh chị em thấy trên cành của nó. Không ạ? Nhiều cái trái nhìn rất là láng bóng, đẹp đẽ vậy, ăn vô chết liền. Vì sao? Bản chất cây đó là cây độc. Cho nên, cái nguyên tắc này Chúa Giê-xu cũng nói thêm, người lành bởi lòng thiện chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Luca chương 6 câu 45. Anh chị em thấy chưa? Cái miệng mình nói ra
mình nói liên tục, mình nói những cái điều lành, mình nói những cái điều tử tế, mình nói những cái điều bình an, mình nói những cái điều vui mừng, là bởi vì đơn giản là lòng anh chị em được đầy dậy Đức Thánh Linh. Còn mình lên đây á, mà mình nói ba hoan hồi là chuyển sang nói tục chữ bậy, là lòng mình đầy ác quỷ, chắc thiệt. Tất cả trong lòng mình nó quyết định. Khi Chúa Giêsu nói lòng á, là nói về cái bản chất con người bề trong, bản chất con người ở bên trong, nó quyết định điều lành, điều dữ trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên mọi thứ chỉ có thể tác động và bắt đầu tác động từ bên trong, điều xấu lẫn điều tốt. Nguyên tắc thuộc linh này được Chúa Giêsu bày tỏ rất rõ trong câu chuyện như sau. Anh em nhớ câu chuyện của Chúa, khi mà các thầy Pha-ri-si và thầy thông giáo trách các môn đệ của Chúa là ôi sao không rửa tay trước khi ăn. Anh em nhớ câu chuyện đó không? Thấy các môn đệ ăn luôn, còn các thầy thì trước khi mà ăn á, lấy vài giọt nước rỉ lên cái tay, chà, rồi tay tôi sạch rồi. Chứ không phải là rửa xà phòng như mình. Ngày xưa tôi không hiểu cái chỗ này, tôi nói thì họ nói cũng có lý Chúa. Phải rửa tay, lỡ mới đi cầu về thì sao rửa tay, chà xà phòng ấy chứ. Nhưng mà sau khi tôi tìm hiểu, tôi biết rằng không phải họ nói cái ý đó. Đây là cái nghi lễ của họ. Họ lấy mấy giọt nước, họ rỉ này là giống như bắp tem trong mấy nhà thờ, mà hay là nhỏ mấy giọt nước lên đầu rồi xong tội tha rồi đó con, mới sinh kiểu vậy đó. Nhỏ mấy giọt ra rồi bắt đầu bảo tay mình sạch rồi, mặc dù đôi khi thúi rinh bảo sạch. Đó là mấy ông đó, ông nói vậy đó. Thì Chúa mới nói với họ một câu chuyện. Chúa mới nói với họ là cái ông đạo đức giả, cái ông giữ truyền thống của con người mà các ông chả hiểu gì bản chất vấn đề. Đây nè, nghe tôi nói nè, chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ giấy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là làm dơ giấy người. Vì thật từ bên trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, dâm tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lọng ngon, kiêu ngạo, điên cuồng, hết thảy những điều xấu ấy từ lòng người ra làm dơ giấy con người. Anh em thấy nguyên tắc chưa? Cho nên đôi khi ngày hôm nay đó, chúng ta tìm cách tu tập bên ngoài. Ôi tôi phải ăn cái gì, tôi phải mặc cái bộ quần áo nào. Nhiều người phải mặc đồ trắng cơ chứ, còn mặc đồ mà xám xám không chịu, cho nó thánh. Nhiều người là phải ăn, là phải bỏ thịt heo ra. Không, mà tôi nói thịt heo giờ nó cũng dơ thiệt, nuôi toàn thực phẩm không. Không ạ, chứ ý là tôi muốn nói là một số người bảo là phải đừng ăn cái này, đừng ăn cái kia, để cho mình tu tập được nên thánh. Tôi nói anh chị em á, cái thức ăn bên ngoài nó không có quyết định cái gì trong lòng mình hết á. Không có liên quan gì hết. Nó liên quan chăng là liên quan đến sức khỏe chúng ta thôi. Đó, chúng ta ăn cái thứ bậy bạ vào thì tối ngủ không được. Dạ dày nó kêu thục 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 như thế này, tim mạch đập thành thịt đó. Cái đó là liên quan. Chứ còn những gì từ bên ngoài nó không quyết định tấm lòng của chúng ta. Không quyết định. Nhưng Chúa Giêsu nói có một thứ quyết định. Đó là nếu như cái ý tưởng của chúng ta mà một ý tưởng gian ác, dâm dục ô uế, miệng mồm của chúng ta nói những cái lời không xứng đáng, thì chính những cái đó làm ô uế tấm lòng chúng ta. Còn nếu như miệng mồm, ý tưởng của chúng ta nói những điều thiện lành, bình an, vui mừng, nói những điều tôn kính, thờ phượng Chúa, thì những sự đó thánh hóa tấm lòng chúng ta. Đó là nguyên tắc từ nhận vô. Rồi bây giờ ngược lại, cũng chính những cái gì mình nhận vào trong lòng đó, nó đi ra thì nó mới làm ô uế lòng người khác, hay là thánh hóa lòng người khác. Nếu lòng của chúng ta nhận những điều thiện lành từ Chúa, thì miệng mình sẽ nói ra những lời thiện lành và thánh hóa người nghe. Còn lòng của mình mà nhận những điều ô uế, dơ giấy, tạp nham, gian dâm, dối trá, thì khi mình nói ra những lời của mình, nó sẽ ô uế người khác. Bằng chứng tôi thấy cái này rất thực tế anh chị em ạ. Khi anh chị em vào một cái hội thánh nào mà ông mục sư ở đó ông bị tổn thương, ông chưa được chữa lành, ông đứng lên bục giảng này, ông giảng trong sự cay đắng, ông giảng trong sự hận thù, ông giảng trong sự chỉ trích. Một thời gian sau, cả hội chúng đều hận thù, chỉ trích, cay đắng hết. Nói vậy đó, nguyên tắc nó là vậy đó. Anh chị em chờ cẩn thận nha. Chúa Giêsu nói là các con phải cẩn thận những gì mình nghe. Vì nghe chính là cái cửa đi vào tâm linh chúng ta. Chúng ta nhận điều tốt thì nó tốt,
nhận điều xấu mà xấu. Vì vậy nguyên tắc từ trong ra có nghĩa là gì đây? Nếu chúng ta muốn biến đổi đời sống của mình bên ngoài, thì nơi chúng ta bắt đầu thay đổi phải là thay đổi từ bên trong. Ông Rihat bên kia ông nói, nếu các bạn muốn thịnh vượng, ông quên ông TB Joshua chứ. TB Joshua ông nói, nếu các bạn muốn thịnh vượng, thì nơi mà các bạn cần thịnh vượng đầu tiên là đời sống tâm linh. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta bỏ qua nguyên tắc này, trong khi đời sống mình tràn đầy những điều bậy bạ, mối quan hệ bất chính chưa giải quyết, đó, rồi nợ nần chưa giải quyết, xung đột chưa giải quyết, mà chúng ta muốn nên giàu có, chúng ta muốn có nhiều tiền của, chúng ta muốn có nhiều đất đai, chúng ta muốn có nhiều vàng bạc. Tôi nói nếu mà chúng ta cố gắng những sự đó, giàu có được đi chăng nữa, nó cũng sẽ mất trong vòng 50 giây anh chị em ạ. Bởi vì tâm linh, tấm lòng chúng ta chưa sẵn sàng để chứa đựng những sự đó. Chúng ta có được tất cả những sự đó, thì những cái điều mà tồi tệ còn lại đằng sau nó sẽ phá hủy toàn bộ. Phá hủy hết. Đó là lý do. Nếu anh em muốn thay đổi cuộc đời của mình, ví dụ anh em bây giờ đang bệnh, đang nợ, đang hôn nhân chuẩn bị trên bờ vực đổ vỡ, vân vân và vân vân, tạm quên những sự đó đi. Và tôi nói với anh chị em rằng, bắt đầu suy nghĩ những gì đang có trong lòng mình. Suy nghĩ đi. Mỗi ngày lòng anh em có bình an không? Mỗi ngày lòng anh em có đầy dẫy nhân từ không? Mỗi ngày miệng mồm của anh chị em có nói những lời lành không? Hay là mình vẫn sống như một con quỷ từ địa ngục hiện diện ở trên đời này? Có những người như thế. Ở nhà thờ thì là thiên thần, nhưng về nhà là quỷ sứ. Miệng mồm nói năng lung ta lung tung, chửi bới thôi rồi, thậm chí nói tục chửi bậy. Con cái nó đụng đến thì quát tháo, mắng chửi rủa xả các kiểu. Coi chừng. Nếu chúng ta vẫn để những sự đó thì vận mệnh cho em đời đời không bao giờ thay đổi được đâu. Chúng ta phải thay đổi từ bên trong. Chúng ta thay đổi từ tấm lòng. Chúng ta thay đổi từ tình trạng tấm lòng của mình. Rồi từ tấm lòng của mình nó ra miệng nói, nó ra lời nói. Và khi lòng mình, lời nói mình thay đổi rồi, thì bắt đầu gia đình mình được cải thiện, tài chánh mình được cải thiện, sức khỏe mình được cải thiện, mối quan hệ trong xã hội sẽ được cải thiện. Amen chứ. Nguyên tắc của Chúa, nguyên tắc của Chúa là nguyên tắc từ trong ra. Tôi hy vọng tất cả anh chị em mình hiểu được nguyên tắc này. Đừng đi theo trào lưu mì ăn liền của thế giới ngày hôm nay. Thế giới ngày hôm nay họ sống theo kiểu mì ăn liền. Họ muốn giải quyết vấn đề trong 30 giây. Anh em xem những bộ phim anh em sẽ thấy. Không ạ, ngày xưa tôi hay xem phim, giờ hết xem rồi. Tất cả các nhân vật gặp khó khăn là giải quyết rẹt 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 30 giây xong vấn đề. Đâu có phải. Cái đó là trên màn hình thôi. Còn thực tế trong đời sống nó không bao giờ ứng nghiệm đâu. Trong đời sống cái gì nó cũng có thời gian. Và nó đi theo thứ tự. Đi theo thứ tự. Đừng sống mì ăn liền. Hãy giải quyết từng nút thắt một. Từ trong lòng giải quyết ra. Ví dụ nha. Giả dụ như hai vợ chồng, anh chị em ở trong gia đình. Lúc nào không xung đột. Đi xa thì nhớ, mà về nhà thì chửi lộn. Nó có cái tình trạng như thế. Ví dụ vậy đi ha. Thì bây giờ mình làm sao để mình cải thiện tình trạng đó? Có nhiều gia đình là bây giờ bảo là mình phải chi một ít tiền để đi du lịch cho nó lãng mạn. Sang Thái Lan làm một cuộc du lịch tốn mấy ngàn đô, nhưng về nhà tiếp tục cãi lộn. Và bắt đầu bảo ôi tốn tiền quá. Tôi nói không bao giờ có cái gì bên ngoài nó cải thiện mối quan hệ của anh em được hết á. Dù anh em có thuê khách sạn 5 sao để hai vợ chồng nghỉ ở đó thì về vẫn cãi lộn như thường. Hết 5 sao rồi về nhà là bắt đầu ăn nhau, cãi nhau, chén bát đá lung tung rồi. Chắc chắn rồi. Còn 5 sao là còn hưởng thụ, nó tạm quên cái đó đi. Phải không ạ? Nhưng về nhà bản chất vấn đề nó vẫn còn. Cho nên hai vợ chồng cần ngồi lại với nhau và bắt đầu nói chuyện xem từ trong lòng của mỗi người, người chồng, người vợ, có điều gì bức bối, không hài lòng, không cảm thấy thoải mái, không cảm thấy bình an khi sống với người kia hay không? Có điều gì không tha thứ, có điều gì đã từng xúc phạm, có điều gì đã từng khiến cho người kia buồn khổ mà không nói được, không giải quyết được hay không? Tất cả đều chứa chất ở trong lòng anh chị em. Độc tố nó ở trong lòng đó anh chị em ạ. Ví dụ như người vợ mà sống với một người chồng, suốt ngày cứ ôm điện thoại chơi game, còn vợ thì cứ nằm tà tở như thế này.
Ngày đầu tiên thì còn được, ngày thứ hai được, tháng sau còn được, một năm sau là bắt đầu có vấn đề. À, ông cứ game với ông đi, tôi có cách giải quyết của tôi. Đi về là tôi treo mở cơm nước tôi không nấu. Đi làm về là ngủ đói ăn mì tôm. Và dần dần sao cãi lộn. Anh chồng, tại sao vợ nhà mà không cơm không nước này, đánh nhau. Vợ thì nói, lo mà chơi game đi, chơi đi nữa đi. Bắt đầu là chọn nhau. Và thực sự vấn đề nó không phải game hay cái gì, vấn đề là trong lòng đã không ưa nhau. Trong lòng đã bị tổn thương, trong lòng đã không giải quyết. Tất cả những sự đó đều từ trong tấm lòng. Anh chị em ạ. Cho nên mọi vấn đề chúng ta phải giải quyết từ bên trong. Kể cả bệnh tật trên thân thể anh chị em. Anh chị em tưởng nghĩ rằng tự nhiên nó xuất hiện à, tự nhiên khối ung thư nó xuất hiện à, không có đâu. Tất cả nhiều phần lớn có nguồn gốc từ tâm linh à. Anh em sống trong sự buồn bực, sống trong sự lo lắng, sống trong sự hận thù, khối u nó mọc ra. Khối u nó mọc ra. Anh em sống trong cái sự gọi là lúc nào cũng giận dữ, huyết áp lên, nó sinh ra. Tiểu đường nó sinh ra, khó thở nó sinh ra. Tôi có nghiên cứu một tài liệu, anh chị biết cái bệnh hen suyễn á, hen suyễn nó sinh ra từ cái tâm trạng lo sợ. Một đứa nhỏ mà anh chị em làm cho nó sợ hoảng sợ một cách bất thình lình, nó bị hen suyễn. Ồ, là vậy đó. Cái bệnh trong thân thể nó đến từ bên trong, phần lớn là đến từ bên trong. Tôi không nói là một số thứ là nó đến từ môi trường sống, nhưng mà ít lắm, còn phần lớn nó xuất phát từ bên trong. Chúng ta hãy suy ngẫm xem, khi anh em đang bị một căn bệnh, điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ, điều gì đã có trong tấm lòng, chúng ta hãy giải quyết nó. Amen. Tất cả từ bên trong. Cho nên áp dụng bắt đầu xây dựng đời sống thành công, thịnh vượng và sức khỏe thể chất tinh thần từ việc gì á, giải quyết những điều bên trong và đem vào bên trong lòng anh em những giá trị của thiên đàng. À, anh em bắt đầu đem vào bên trong bằng cách suy ngẫm và làm theo kinh thánh, đồng thời phải loại bỏ những giá trị địa ngục ra khỏi đời sống mình bằng cách gì? Ăn năn kêu cầu sự thanh tẩy bởi huyết Chúa. Chậm mà chắc anh chị em, chậm mà chắc. Có thể hôm nay anh thực hiện điều đó, anh chị em chưa thấy mọi thứ nó cải thiện, nhưng kiên trì đi. Anh em thực hiện một tháng, một năm đi, bắt đầu gia đình cải thiện, bắt đầu tình trạng sức khỏe cải thiện, mọi thứ từ trong lòng cải thiện. Amen anh chị em. Cảm ơn Ngài. Và nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc cuối cùng, tôi sẽ kết thúc bởi nguyên tắc cuối cùng này. Nguyên tắc đầu tiên là gì anh chị em? Thứ hai là gì? Amen. Nguyên tắc cuối cùng của Đức Chúa Trời là nguyên tắc cân bằng. Cân bằng. À, anh em thấy cái vũ trụ mình không ạ? Có sáng có tối, có ngày có đêm. Đúng không ạ? Vũ trụ mình được sinh ra theo nguyên tắc cân bằng. Cân bằng. Có nóng có lạnh, cân bằng. Và đời sống tinh thần của chúng ta cũng đi trên nguyên tắc đó. Chúa Giêsu nói rất là nhiều lần về nguyên tắc này. Anh chị em muốn nhận trong đời sống mình thì phải có ban ra. Mình nhận không thì nó lệch cán cân. À bây giờ này, hai cán cân nó như này, anh chị em cứ nhận không à? Nhận miết, cứ nhận miết thôi. Lệch đâu? Nó lệch mất tiêu rồi, giờ lệch 45 độ rồi. Em nhận hồi là 90 độ luôn. Thế giới nó không vận hành theo nguyên tắc đó. Nè, cân bằng nè, anh em nhận, ban ra, nhận, ban ra, nhận, ban ra. Anh em thấy đời sống mình đi lên không? Đi lên không? Đi lên. Cho nên Chúa Giêsu nói là chúng ta không thể sống với cái ý định là chỉ muốn nhận mọi thứ về mình mà không bao giờ ban ra. Cái ý định này đã vi phạm nguyên tắc cân bằng của tạo hóa. Chúa Giêsu nói hãy cho, người ta sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp vào lòng các ngươi. Vì các ngươi lương mực nào thì họ cũng lương lại cho các ngươi mực ấy. Luca chương 6 câu 38. Dựa vào câu kinh thánh này thì tôi mới nói với anh chị em hai điểm chính. Có ban ra thì mới có nhận về. Nguyên tắc vậy thôi. Có ban ra thì mới có nhận về. Còn đời sống mà mình chỉ hơi cứ chật là muốn nhận thôi. Chúa ơi, bây giờ có cục tiền trên trời rớt xuống cho con nhận. Ngày xưa lúc tôi tin Chúa bên Nga có cái chị cầu nguyện vậy đó anh chị. Tôi thì tôi khuyên chị ơi đi làm đi, xin việc làm đi. Chị nói không, tôi nhà cầu nguyện tiền rớt xuống. Nó hoang tưởng đến cái mức độ mà đúng là bệnh viện Biên Hòa nó cũng chịu. Làm gì có chuyện đó.
Chúng ta phải ban ra sức lao động của mình, ban ra thời gian của mình, ban ra trí tuệ của mình để mình nhận về. Amen chứ. Làm sao mà cứ nói không như thế mà bảo trên trời đâu rơi xuống. Chúa không làm như vậy, bởi vì nếu Chúa làm như vậy, Chúa sẽ phá vỡ nguyên tắc cân bằng của Ngài. Mặc dù tôi biết rằng Chúa có quyền làm, Chúa có thể làm. Đó. Nhưng mà dù rằng là một cục thịt bởi một con quạ nó đem đến cho Eli đi chăng nữa, thì con quạ kia nó cũng phải bỏ công nó đi tìm cục thịt đó. Ai đó cũng đã phải cắt cục thịt đó, ai đó cũng đã nuôi con bò con cừu ra mới có để mà đem cục thịt về cho Eli. Bây giờ anh em ngồi bảo tôi quạ nuôi, mà thời nay quạ nó không có đâu. Quạ thời nay tham ăn lắm, cho nên đừng bao giờ sống với tư tưởng quạ nuôi. Anh em mà bỏ tư tưởng đó đi, nó rất là cực đoan, nó rất là tiêu cực. Chúng ta phải hiểu nguyên tắc là có ban ra mới có nhận về. Chúng ta ban trí tuệ, ban sức lực, ban thời gian, ban công sức, ban lao động, chúng ta nhận về. Chúng ta ban ra tiền bạc, ban ra sự ban cho nữa, thì Chúa sẽ đáp ứng lại cho chúng ta bằng nhiều cách. Thứ hai, anh em có để ý thấy trong cái nguyên tắc này có một cái điều rất là hay, mà khi tôi suy ngẫm tôi mới hiểu rằng Đức Thánh Linh bày tỏ cho tôi hiểu được câu kinh thánh này. Cho trước tôi không hiểu nha. Trước tôi đọc cái câu vừa rồi tôi không hiểu. Tại sao Chúa Giêsu nói hãy cho, người ta sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp. Tôi nói ô lạ nha. Lẽ ra Chúa chỉ nói là con ban cho đi thì người ta sẽ ban cho lại, vậy là đủ rồi. Còn đây Chúa nói thêm không, họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp. Tại sao anh em có bao giờ suy ngẫm chỗ này không? Cũng không hiểu luôn đúng không? Đó, đấy mới là vấn đề. Vấn đề chỗ này anh chị em à. Nguyên tắc của Chúa là dù là nguyên tắc cân bằng, nhưng mà Chúa định cho một cái luật, đó là nhận về luôn nhiều hơn ban ra. Anh chị em ban ra 100 ngàn, Chúa sẽ cho anh em nhận về 1 triệu đồng. Để làm gì vậy? Để cho lần tiếp theo anh chị em sẽ ban ra nhiều hơn lần đầu tiên. Và cứu thế nhân lên, thế giới cứu thế nhân lên, điều tốt cứu thế nhân lên, điều lành cứu thế nhân lên. Đó là nguyên tắc của Chúa. Cho nên Chúa mới nói, người gieo ra hạt giống có thể gặt về 30, 60, 100 lần hơn. Anh chị em dâng hiến cho Đức Chúa Trời hay công việc nào đó thiện lành, 50 ngàn thôi. Nhưng có thể Đức Chúa Trời sẽ nhận lắc vào túi anh chị em 5 triệu đồng. Không phải vì Ngài Tây Vĩ, không phải vì Ngài làm nó lệch cán cân công lý, không. Nhưng 5 triệu đồng đó, ý định của Chúa muốn nói rằng, con ơi, hãy tiếp tục ban ra 4 triệu. Tiếp tục ban ra 4 triệu đi, lần sau con nhận về 40. Đó là nguyên tắc trong đời sống chúng ta. Càng ban ra, anh chị em càng nhận về nhiều hơn. Càng phục vụ, càng cống hiến, ơn của anh chị em càng gia tăng. Tôi thấy trong đời sống tôi nó giống vậy anh chị em ạ. Dĩ nhiên là tôi không nói về tiền bạc, nhưng mà tôi nói về thuộc linh một chút. Tôi càng cầu nguyện chữa lành cho càng nhiều người, tôi càng cầu nguyện giải cứu cho nhiều người, thì ơn trên đời sống tôi càng gia tăng. Ô lạ lắm. Cái này tôi nói không hiểu nổi. Mình càng phục vụ thì nó càng tăng lên. Còn nếu tôi ngồi ở nhà vắt chân chữ ngủ, rồi rót trà rung rung, rồi bắt đầu ngâm nghi, bây giờ mình thuộc linh ghê nhỉ, ơn càng ngày càng đi xuống. Càng cầu nguyện nổi khang tiếng á, thời đó ơn nó lên. Thấy không? Vậy thì trong tài chánh, trong sức khỏe, trong tất cả mọi lĩnh vực, nguyên tắc của Chúa luôn là nhận về luôn nhiều hơn ban ra. Chúa làm vậy để kích thích chúng ta ban ra. Thật đúng không chị em? Chứ nếu bây giờ tôi ban ra 1 đồng, tôi nhận về 1 đồng, tôi nói thôi, khỏi ban luôn mệt. Kinh doanh là cũng phải lời nhiều nhiều chứ. Đúng không? Đấy là cách. Cho nên chị em ơi, mình cần phải biết điều đó. Trong Ma-thơ chương 7 câu 12 chép, ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Một điều thiện được khai phóng ra, cũng sẽ có một điều thiện tương ứng quay trở lại. Ê, một cái ý nghĩ tử tế với người khác, anh chị em nghĩ, thì sẽ có một cái ý nghĩ tử tế trở lại với anh chị em. Anh chị em muốn người ta làm gì cho mình? Trước hết phải làm đó. Anh chị em muốn vợ mình yêu thương mình? Hãy chăm sóc cô ấy. Anh chị em muốn chồng mình yêu thương mình? Hãy chăm sóc anh ấy. Anh chị em muốn con cái hiếu thảo với mình? Hãy nuôi dưỡng và tử tế với chúng nó. Anh em không thể chà đạp chúng nó rồi bảo chúng nó mày phải hiếu thảo với tao.
Rồi được, bây giờ tôi nhỏ cho lớn tôi bỏ đói ông. Nó sẽ nói thế. Bởi vì mình làm cái gì, mình muốn người ta làm cái gì cho mình, trước hết hãy làm điều đó. Nguyên tắc này có vẻ nó rất là đơn giản, nhưng mà khó thực hiện. Tại vì sao anh chị em biết không? Con người chúng ta luôn ích kỷ. Con người chúng ta ích kỷ. Và chính cái sự ích kỷ đó, nó không cho phép chúng ta bắt đầu một cái gì đó cho người khác. Nhưng tôi khuyên anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta loại bỏ tính ích kỷ ra khỏi đời sống mình. Hãy chủ động làm một cái gì đó cho người khác, dù người đó có thể không xứng đáng. Để nhận, người đó không xứng đáng với sự tử tế của mình. Người đó có thể chưa xứng đáng, hay là chưa có một cái ân huệ gì với mình để mình phải phục vụ. Nhưng mà tôi khuyên anh chị em là hãy phục vụ đi. Hãy làm đi, rồi anh em sẽ nhận lại từ Đức Chúa Trời. Amen. Cứ làm tử tế thôi. Cho nên trong đời sống chức vụ của hội thánh nhà muôn dân cũng vậy thôi. Không phân biệt người nào. Chúng tôi cứ phục vụ. Hết lòng làm những điều mà Đức Chúa Trời sai phái. Và rồi. Chúng tôi nhận lại lời cầu thay. Chúng tôi nhận ngược lại lòng yêu mến. Chúng tôi nhận lại được sự tin tưởng của cộng đồng. Chúng tôi nhận lại nhiều lời chúc phước của nhiều người khắp mọi nơi. Anh em thấy không ạ? Còn nếu như mình chỉ sống theo dạng ích kỷ thôi, anh có cung phụng chúng tôi, anh có thuộc về chúng tôi mới cầu nguyện cho anh. Muốn hội thánh nhà muôn dân cầu nguyện không? Phải làm tín đồ ở đây cơ. Nói thôi này căng rồi. Tôi nói với anh chị em không cần. Bất kể ai là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đều phục vụ hết. Phục vụ tử tế hết và chúng ta sẽ nhận lại rất nhiều điều khác. Cho nên tôi khuyên anh chị em trong cuộc sống hãy mở lòng. Hãy mở lòng với tất cả những người Chúa đem đến cho đời sống mình. Hãy chủ động làm những điều thiện. Hãy chủ động có những cử chỉ thiện lành. Hãy chủ động làm những điều yêu thương tốt lành. Dù người đó xứng đáng không xứng đáng hay gì không cần. Chúa đưa đến, chúng ta hãy lấy cử chỉ tử tế. Thì tự động vận mệnh chúng ta được thay đổi. Cho nên thưa hội thánh cùng tất cả anh chị em trên live stream buổi sáng nay, tôi chia sẻ cho anh chị em những nguyên tắc có thể thay đổi được vận mệnh của chúng ta. Thay đổi được toàn bộ những điều gì mà anh chị em muốn nó thay đổi. Gieo gì thì gặt nấy. Từ trên xuống, từ trong ra. Và mọi thứ phải được cân bằng. Bốn điều đó, nếu anh chị em ghi nhớ và anh chị em nằm lòng, anh chị em ý thức và thực hành trên đời sống của mình, tôi nói với anh chị em rằng anh chị em là người thay đổi thế giới này. Thế giới này họ nói là họ không ngon, nhưng họ trở nên không không ngon khi có một số loại bỏ những nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Không không ngon, thiếu không ngon, đúng không ạ? Thế giới này họ muốn cái gì đó nhanh gọn mà không phải trả chi phí, không phải đầu tư, không phải làm gì cả. Họ muốn như thế, nhưng mà rồi sụp đổ rất là nhanh. Tôi với ông bạn cho em xây dựng cuộc sống trên một nguyên tắc khác. Chậm mà chắc. Xây dựng trên những chân lý, trên những lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Tôi nói, nhắc lại để kết thúc bài giảng, Chúa Giêsu nói như thế này trong Luca chương 7 anh chị em đọc, hoặc Ma-thi-ơ chương 7 anh chị em đọc. Ai nghe lời ta mà làm theo sẽ như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Khi có mưa sa, gió bão, nước lây sâu đồng thì nhà ấy không bị hư hại. Tôi muốn tôi vòng bàn cho em chậm mà chắc. Hãy xây dựng cuộc đời của mình, sự sống đời đời của mình, gia đình mình, con cái mình, tất cả công việc mình, mọi mối quan hệ mình trên nền tảng lời Đức Chúa Trời. Amen chị em. Hãy tôn kính lời Chúa và xây dựng. Chắc chắn sẽ tốt. Tôi nghĩ nó sẽ rất là tuyệt vời. Amen. Anh chị em thấy được khích lệ không? Cảm ơn Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện nha. Vinh hiển thuộc về Chúa. Tôi nghĩ rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trong thời giờ này. Tôi muốn cả hội thánh chúng ta cùng cầu nguyện một chút nha. Về những gì mà Đức Chúa Trời mặc khải ở đây. Và tôi tin rằng ngày hôm nay Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành. Và những gì gọi là vận hạn trong đời sống anh chị em, những gì không mong muốn trong đời sống anh chị em sẽ bị xóa tan hết. Anh chị em sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình trong lẽ thật và trong ý muốn khôn ngoan của Ngài. Amen anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện bằng cách mình kiểm tra lại đời sống mình, tấm lòng mình, kiểm tra lại trong gia đình mình, con cái mình, tất cả mọi thứ. Tôi hỏi rằng, xem thử có hạt giống ác nào còn tồn tại ở trong mảnh vườn của chúng ta hay không? Mảnh vườn ở đây có nghĩa là tấm lòng đấy. Có không? Năm trước, tháng trước, 5 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, chúng ta vẫn cứ gieo những hạt giống độc ác vào trong lòng của mình và bây giờ vẫn chưa xử lý nó. Chúng ta vẫn chưa ăn năn nó, chúng ta vẫn chưa đầu phục nó cho Chúa Giê-xu. Mặc dù chúng ta đã trở thành con cái của Chúa rồi, nhưng mà hạt giống đó đôi khi nó vẫn cứ ẩn chứa bên trong và nó hành hạ chúng ta. Và kết quả của nó là bệnh tật, đau yếu, nghèo đói, thiếu thốn, giới hạn, thất bại, ác mộng, mất ngủ. Anh chị em kiểm tra nha. Tôi nói trong danh Giê-xu hôm nay mình phải xử lý những điều đó. Xử lý nó bằng huyết của Chúa Giê-xu. Xử lý nó bằng thập tự giá của Chúa Giê-xu. Hãy xử lý những tà linh lừa dối ích kỷ, tìm lợi cho mình, hư danh ảo tưởng, những tà linh làm ô uế tấm lòng, linh làm hư hỏng, làm nghèo đói, làm bệnh tật. Tất cả hạt giống đó, cỏ lùng đó là kẻ thù gieo vào. Kẻ thù gieo vào đời sống anh chị em khi anh chị em không tỉnh thức. Khi anh chị em không tỉnh thức, khi anh chị em còn thiếu sự hiểu biết, khi anh em chưa có lẽ thật, phải không ạ? Khi anh em chưa được gọi là soi sáng bởi lời của Đức Chúa Trời. Tôi nói trong danh Giê-xu Christ, mọi hạt giống của kẻ thù phải bị biểu lộ giờ này. Mọi hạt giống kẻ thù phải được trỗi lên giờ này. Mọi hạt giống kẻ thù phải được bới ra giờ này. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Em cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cả ơi Thánh, những ai đang có những cái vấn nạn trong đời sống mình, những ai đang có những cái rắc rối trong đời sống mình, hãy kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra. Tôi nói rằng hôm nay mình cùng nhau để xử lý những hạt giống này, xử lý những điều mà Đức Chúa Trời không muốn thấy trong đời sống anh chị em. Tất cả những thứ nổi loạn kiêu ngạo, những hạt giống xấu, những hạt giống được gieo trong lòng, hạt giống của sự hận thù, hạt giống của sự không tha thứ, hạt giống của cay đắng, lo lắng, buồn rầu, vô tín, bệnh tật, tất cả những hạt giống này trong danh Chúa Giê-xu bị hủy bỏ. Tiếp tục đây anh chị em, tiếp tục đây anh chị em, tiếp tục đây. Tôi nói Đức Thánh Linh giờ này Ngài soi sáng. Thánh Linh soi sáng. Thánh Linh soi sáng để cho anh em nhìn thấy. Anh em nhìn thấy những hạt giống đó đã từng gieo vào. Có thể 10 năm trước, 15 năm trước anh chị em đã từng gieo những hạt giống của sự mê tín, của sự thờ tà thần, của những sự bùa nhãi, bùa chú, những hạt giống đó đi vào trong đời sống anh chị em. Và giờ nó đang muốn nảy mầm. Giờ nó đang muốn nảy mầm ra rằng bệnh tật là ác mộng, là những sự nọ sự kia. Anh chị em ơi, hãy ăn năn trước mặt Chúa giờ này. Hãy nói Chúa ơi, tha thứ cho con. Con muốn tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch những sự này. Anh em ăn năn xưng ra và áp dụng huyết Chúa Giê-xu. Nó sẽ thanh tẩy anh chị em giờ này. 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 Nhân danh Chúa Giê-xu quyền năng, tôi truyền lệnh mọi hạt giống của kẻ thù giờ này phải bị biểu lộ. Tôi truyền lệnh mọi hạt giống của Satan phải bị biểu lộ giờ này. Mọi hạt giống của Satan phải bị biểu lộ giờ này. Mọi hạt giống của Satan hãy lộ ra. Hãy lộ ra. Hạt giống của sự không tha thứ, hạt giống của sự cay đắng, hạt giống của sự lâu, hạt giống của sự bệnh tật, hãy biểu lộ ra. 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 Hạt giống của sự giới hạn, thất bại, đói nghèo, biểu lộ ra. Biểu lộ ra. Biểu lộ ra. Biểu lộ ra. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. 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 Những anh chị em trên live stream cũng hãy cầu nguyện nào. Những anh chị em trên màn hình hãy cầu nguyện nào. Hãy thưa với Chúa, Chúa ơi, con cả hạt giống này, con đã từng để nó vào lòng con. Giờ này con muốn được thanh tẩy, con muốn được tẩy sạch, con muốn được tiêu trừ, con muốn được bóc tách ra trong danh Chúa Giê-xu. Hallelujah. Tiếp đi anh chị em, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Lửa Thánh Linh giờ này, lửa Thánh Linh giờ này thiêu đốt toàn bộ việc làm của Satan. Lửa Thánh Linh giờ này thiêu hủy toàn bộ việc làm của Satan. Trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, tôi kêu danh Chúa Giê-xu trên ông bà anh chị em giờ này. Danh quyền năng của Chúa Giê-xu trên ông bà anh chị em giờ này. Ô lửa Thánh Linh trên ông bà anh chị em giờ này. Thần giải cứu của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này. Thần tẩy sạch của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này. Tôi kêu huyết của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này.
huyết Chúa, huyết Chúa, huyết Chúa, huyết Chúa, thanh tẩy toàn bộ, thanh tẩy hội chúng của Ngài, thanh tẩy toàn bộ những con người đang có mặt ở đây, những ai đang chịu và ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, được thanh tẩy giờ này, 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 thanh tẩy giờ này. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hỡi những tà linh, hỡi những độc tố mà mày gieo vào, trong danh Chúa Giêsu, chúng ta truyền lệnh cho mày phải rời đi, rời. Dù mày đang hành động ở đâu, dù mày đang hành động ở trong mắt, trong tay, trong mũi, trong tâm trí, trong tấm lòng, tất cả những quyền lực của Satan phải rời đi, rời, 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 rời đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những quyền lực của sự cay đắng, lo lắng, hận thù, hỡi Satan rơi, rơi, rơi. Những quyền lực của sự tà thuật, bùa chú, bùa ngải, ám toán, phong thủy, cầu siêu, cầu hồn, cầu người chết, hãy đi đi, rơi, 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 rơi. Những quyền lực của sự chết, sự nghèo đói, hãy rời đi. Tất cả những hạt giống xấu này, hãy ra khỏi cuộc đời của họ giờ này. Những quyền lực của bệnh tật, ung thư, mạng tính, tất cả những bệnh không chữa trị được bằng thuốc, hãy rời đi, rời ra đi. Mọi độc tố của Satan, hãy rời ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Mọi độc tố Satan, ra đi. Oh, oh, oh. Những anh chị em có biểu hiện, có biểu hiện, anh chị em hãy cộng tác với tôi. Những ai có biểu hiện của ma quỷ, hãy cộng tác với tôi. Hãy nôn ra, hãy ói ra, hãy cho nó ra tất cả những hạt giống xấu bên trong, trong tấm lòng, bằng cách ăn năn, bằng cách thở ra. Tà linh là hơi, tà linh là hơi, tà linh là gió, tà linh là những cái thứ mà nó trồn trú trong lòng anh chị em. Những hạt giống xấu đó nó ở trong lòng anh chị em, nó khiến cho cuộc đời của anh chị em có những cái điều không không mong đợi. Tôi nói với anh chị em hãy cộng tác với tôi giờ này để Chúa xử lý nó. Một lần nữa tôi nói, hỡi Satan, mày phải đem những điều của mày ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Rơi, hận thù rơi, ác mộng rơi, không ngủ được rơi, ung thư rơi. Những linh đang hành động bất cứ chỗ nào, trong tim mạch, trong huyết áp, trong tiểu đường, trong xương khớp, tất cả những điều đó, ta nói Satan, hãy đi đi, đi đi, đi đi, Satan, oh, Satan, rơi. Trong danh Chúa Giêsu, ta trói buộc mọi quyền lực của Satan bây giờ, ta trói buộc mọi quyền lực của kẻ thù bây giờ, ta trói buộc mọi quyền lực của Satan ngay bây giờ, ta trói buộc mày bây giờ, ta bẻ gãy mày bây giờ, hủy bỏ mày bây giờ, rơi ra khỏi đời sống họ, rơi ra, rơi ra, rơi ra, rơi ra, rơi ra, rơi ra, rơi ra. Mọi cay đắng, mọi hận thù, mọi lo lắng, mọi vô tín, mọi bất an, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tiếp tục cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện hết lòng, hết lòng cầu nguyện để chúng ta trục xuất những điều xấu xa, những điều tồi tệ, những điều ô uế, những hạt giống không đến từ Đức Chúa Trời, những hạt giống mà Satan đã gieo vào đời sống anh chị em, gieo vào linh anh chị em. Hôm nay nó phải rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Dù đó là gì, dù đó là thất bại, dù đó là giới hạn, xung đột gia đình, hay bất kể thứ gì, nhân danh Chúa Giêsu, tôi truyền lệnh nó phải rời đi, rời, 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 rời. Lửa thánh linh ở nơi này, 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 lửa thánh linh ở nơi này. Lửa thánh linh ở nơi này, lửa, 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 lửa trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, oh hallelujah. Hỡi Satan, ta trói buộc mày giờ này. Hỡi Satan, ta bẻ gãy quyền lực của mày giờ này. Hỡi Satan, ta xử lý và phán xét mày giờ này, trong danh Chúa Giêsu. Rời đi, rời. Những nỗi đau trong quá khứ, những hạt giống trong quá khứ, rời. Holy Ghost fire, rời. Satan rời.
lành rơi, cả lành rơi. Những hạt giống của mày đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Ao, 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 ao. Rơi đi, rơi đi, rơi đi. Cả lành rơi đi. Cầu nguyện cho em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh, hallelujah. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Lửa của Thánh Linh Ngài, lửa phản xác ở đây, lửa tay sạch ở đây, lửa tay sạch, lửa tay sạch, lửa tay sạch, lửa tay sạch, lửa tay, tay bệnh tật, tay đói nghèo, tay thiếu đốt, tay ăn đầu, tay vô thiên, tay đi, tay đi, tay đi, tay đi, tay đi, tay đi. Hallelujah, fire, lửa Thánh Linh, lửa Thánh Linh. Lửa Thánh Linh, Holy Fire, con bỏ những con quỷ phải bị phán xét giờ này, con bỏ những con quỷ phải bị phán xét giờ này, 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 và kêu danh của Chúa Giêsu trên hội chúng, danh của Chúa Giêsu trên hội chúng, danh của Chúa Giêsu trên hội chúng giờ này, danh của Chúa Giêsu trên hội chúng giờ này. Danh của Chúa Giêsu trên hội chúng giờ này, mày bị phán xét giờ này, phán xét giờ này, phán xét giờ này, phán xét giờ này, phán xét giờ này. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.